sớm ở công ty đi thẳng ra sân bay luôn, vô cùng bận rộn tranh thủ làm việc nốt. Sau khi đấy là mình ra sân bay để mình đi chơi tận hưởng trận chung kết với lại ông xã. Các bạn nhìn nè, móng tay bận đến nỗi còn không kịp đi xôn móng tay nữa là các bạn phải đủ hiểu. Mặt là đang để mặt mộc nha, không kịp make up với các thứ gì hết, chỉ quẹt vô cái son thôi. Về nhà tắm rửa hôn ông con xong khi đấy là ra sân bay luôn. Lần này thì hai vợ chồng đánh lẻ để con ở nhà đi để tận hưởng những ngày vợ chồng son. Tranh thủ đi được 4 đêm, sau đấy thì lại sẽ phải về ôm Na Kha ngay vì rất là nhiều ôm con rồi. Đây này mọi người nha. Trang đợt này là Trang đi ra Hà Nội. Mọi người nhìn thấy túi La Mercy không? Túi La Mercy nhưng bên trong không phải là La Mercy mà chính là xôi bánh khúc của Hà Nội. Vì lần này Trang bay không có chuyến bay thẳng từ Sài Gòn mà Trang phải transit ra Hà Nội, sau khi đấy từ Hà Nội Trang bay đi. Thì đây các bạn, Trang unbox cho các bạn xem nha. Bên trong túi La Mercy nhưng mà sẽ là xôi khúc của Hà Nội. Trang đã nhờ em nhân viên mang ra đây cho Trang. Đây, hấp dẫn không? Xôi bánh khúc nè mọi người ơi. Đó, nóng hổi luôn nha. Ôi, Trang là tâm hồn ăn uống lắm mọi người. Nè, xôi khúc nha, nóng hổi luôn. Gói lại không thì lát nữa nó mất nóng. 4 phần cho 4 người. Và các bạn hãy nhìn Trang sẽ ăn hết cái phần xôi này con. Chồng ơi, có ăn cái bánh giò không hay để bánh giò lên máy bay ăn? Máy bay nhờ nó bắn lên vậy được á. À. Nó không có làm biết làm mấy cái này. Thôi mình ăn luôn để đây. Ăn lên bánh giò nha các bạn. Rất là ngon. Trang đã xử xong cái phần xôi bánh khúc rồi. Bây giờ đến tiếp cái bánh giò này. Trời ơi, bánh giò to chà bá luôn nha. Bánh giò tự quê. Đây mọi người, đó, bánh giò to chưa? Mọi người nhìn thấy so với tay của Trang nè. Đó. Bánh mà đã to. Mà đã vậy so, nhờ so vậy mới thấy cái bàn tay của Sóc Trang nó da quá mịn màng. Các em bé nha, tắm trắng mắt steam trắng các bạn như ơi. Là cái bánh giò luôn. Tắm trắng mắt steam nha. Đây, mình sẽ ăn một chút với lại cái tương ớt này, cực kỳ ngon luôn các bạn. Trang sẽ xẻ ra cho các bạn. Ở trong phòng chờ mà có được cái bánh giò này thì quá đã phải không các bạn? Wow. Ăn với tương ớt rất là ngon luôn. Dẫu biết rằng ăn nhiều sẽ béo nhưng dặn lòng càng béo lại càng xinh vì đã có mesolipo lên Trang không sợ. Cực kỳ ngon luôn. Kim Thư rất rất là mê ăn bánh giò, không hiểu vì lý do sao luôn. Chính vì chị Kim Thư thích ăn bánh giò nên là lần này Trang đã kêu nhân viên mang bánh giò từ trong nội thành ra sân bay để đưa cho Trang. Tụi Trang là cũng rất là mê ăn nha, tim mê ăn. Nên là đi đâu mà cái gì ăn ngon và món cổ truyền là rất là thích luôn. Đấy. Trang cũng phải tranh thủ uống một ly rượu vang và sau khi đó thì sẽ đi rửa mặt để mình sẽ ngủ một giấc thật ngon, nhưng mà mình không quên tẩy trang và rửa mặt skin care để có một làn da căng bóng. Đây, da của Trang là da không hề có trang điểm gì đâu nha các bạn nha. Các bạn có thể thấy rằng là một cái làn da mộc của Trang đây là Trang sử dụng La Mercy và dùng cái tế bào tươi BioCell thường xuyên nên là da rất là bóng nha các bạn nha. Máy bay của Qatar họ rất là chu đáo luôn. Họ đã chuẩn bị cho chúng mình một chút quà và mình hãy cùng mở quà xem họ chuẩn bị cái gì nhá. Vui cực kỳ là vui. Một chiếc áo để đi ngủ. Một chiếc áo để đi ngủ này. Số 2 quá ta. Đây, FIFA World Cup. Rất là dễ thương. Và đây là chiếc áo để mình đi ngủ đó các bạn ạ. Trên máy bay này họ chuẩn bị các cái đồ dùng cá nhân rất xịn xò luôn nha. Cái quần ngủ đó, chất vải rất là thích luôn các bạn ạ. Cực kỳ thích chất vải, rất là thích luôn. Ông xã Trang, hai
3 tiếng đồng hồ rồi vẫn cứ ngồi làm việc miệt mài như này. Cực kỳ là chăm chỉ luôn. Bây giờ quá nhiều công trình nên là kể cả ngay trong lúc đi máy bay thì ông xã cũng tranh thủ làm việc. Ngày đầu tiên của Trang khi đến với Quanta đó chính là đi xem bảo tàng. Ông xã nhất định bảo việc đầu tiên khi đến Quanta là phải đi tham quan bảo tàng của Quanta. Trưởng đoàn tour guide chỉ bảo đây. Thì sẽ yêu cầu là mặc quần áo dài, cho nên là Trang thì lại phải mặc lại cái bộ này, bộ màu cam này đợt trước đã lên với tập YouTube của Paris rồi. Nhưng mà lần này thì cái bộ màu cam này phát huy tác dụng rất là tối đa luôn các bạn ạ. Tôn trọng luật của Quata là đi vào là phải trùm kín người và tay chân quần áo dài. Ngày đầu tiên khi mà đến Quata thì Trang đã tranh thủ ngủ được 6 tiếng ở khách sạn. Và ngay khi dậy là đi bảo tàng ngay lập tức các bạn. Bảo tàng tên là gì ông xã? Bảo tàng quốc gia Quata. Bảo tàng quốc gia tên gì? Doha National Museum. Bảo tàng này tên là Doha Museum. Wow, các bạn nhìn kiến trúc này. Wow, đẹp quá. Tại sao họ có thể xây được cái kiến trúc tuyệt vời như này ta? Quá đẹp luôn các bạn ơi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Vòm đẹp quá. Các bạn nhìn thấy không? Kiến trúc rất là đẹp luôn. Đây là phía ngoài của bảo tàng nha các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy cái mái vòm rất là đẹp luôn. Một kiến trúc rất là độc đáo. Để mà xây lên được cái phần kiến trúc như thế này thì không hề đơn giản đâu các bạn ạ. Mỗi lần đi là một lần trải nghiệm và một lần khám phá những cái mới. Và Trang rất muốn giới thiệu đến với các bạn những cái địa điểm đẹp như thế này để những bạn nào chúng ta ở nhà xem du lịch qua online của kênh Trang TV, mọi người cũng có thể có những cái nhìn khám phá mới mẻ hơn nhé. Các bạn thấy không, khách đến đây tham quan cũng rất là đông luôn. Và Trang cũng là một tourist để đi vào tham quan viện bảo tàng này. Ông xã Trang và chị Kim Thư đang vào mua vé. Các bạn thấy chị Kim Thư bữa nay xinh không? Chuẩn cô gái Trung Đông chưa? Đây, zoom vô con mắt đi. Đây, zoom vô con mắt nha. Đó. Chắc Trang makeup cho. Đấy. Mắt Tây chưa? Chị Kim Thư bật mí với các bạn là có gốc của người Ấn Độ nên là sang đây là đúng như kiểu chị Kim Thư được về quê đó. Nên là chị Kim Thư đã đánh mặt rất là Tây. Xinh xẻo nha. Tóc với Tây này nha. Trung Đông. Ấn Trung Đông. Quay 3 vòng nữa nào. Đây đã vào đến viện bảo tàng rồi và đây là những cái cổ vật mà hàng bao nhiêu triệu năm và họ trưng bày ở trên những cái tủ kính rất là đẹp và họ đánh ánh sáng rất là đẹp luôn các bạn ạ. Tôn lên được cái sản phẩm cổ vật. Và ông xã Trang thì đang nghiên cứu rất nhiều về đồ cổ cho nên là đợt này thì ông xã nhất định muốn đi vào đây, viện bảo tàng Doha này để muốn nghiên cứu về cái cách trưng bày cũng như là tìm hiểu thêm về các cái cổ vật của Doha. Đó, các bạn thấy đẹp không? Những cái cổ vật. Và viện bảo tàng này rất là to, rộng, đẹp luôn các bạn ạ. Đây là các hoa văn được sử dụng trong các công trình xây dựng vào khoảng năm sau năm 1900. Và đến bây giờ nếu mà chúng ta đi sang các tuyến đường hoặc là các công trình tại Doha thì chúng ta vẫn thấy họ sử dụng lại. Đây là một điều rất là hay vì tới ngày nay các công trình nếu mà biết sử dụng và biết sắp xếp trong những công trình kiến trúc thì nó vẫn đẹp, vẫn đẹp. Rất nhiều các hoa văn nhưng mà đưa vô các công trình kiến trúc bây giờ vẫn hợp thời, vẫn đẹp, vẫn tạo ra được nét rất độc đáo. Cái bên này nó khung cửa đúng không chồng? Khung cửa này sao? Mình cũng có, tương tự như thế mình cũng có. Mà chúng ta thấy nếu mà biết tận dụng lại những cái họa tiết vào thời xưa vào trong các công trình kiến trúc
nhưng bây giờ thì nó vẫn tạo ra những cái nét rất là riêng, rất là đẹp. Họ có những cái màn hình rất là lớn, rất là healthy để nói lên được những bộ phim về đời sống ngày xưa của Trung Đông như thế nào. Sau đấy là một phía là có những cái cổ vật để cho chúng ta xem, chiêm ngưỡng. Mỗi một lần đi như thế này là một lần để Trang được học hỏi và khám phá rất là nhiều. Ngoài cái việc mà mình được mua đồ hiệu thì mình cũng phải biết rằng là thời xa xưa ông cha của những nước ngoài họ sinh sống như thế nào. Vừa mới ở viện bảo tàng ra thì Trang và mọi người đã đang ở một cái khu chợ bình dân của Doha để sắm cho mình một bộ đồ custom nha mọi người. Khu chợ này bán các cái đồ may mặc. Ông xã đang đi chọn cho Trang một bộ đây. Ok, thank you. Trang ơi, chọn cho vợ một bộ đi. Hay là lấy cái bộ này? Bộ đấy á? Ok. Trang hỏi xem bao tiền đi. Hello. Ông xã đang đi tặng vợ một bộ đồ một bộ vải trùm kín từ đầu đến chân. Khoảng 30 đô hả? Bây giờ thì họ sẽ đo, họ đo cái số size của Trang. Đã may xong trong vòng khoảng 20 phút là đã xong được một bộ đồ dân tộc. Mình chen vô. Hai chị em dân tộc. Đi, đi ra dạo phố. Đây em từ trên xuống dưới luôn nha. Cũng hay hay nhỉ. Đây, đồng đội của tớ đây. Bọn tớ bây giờ đi dạo phố đây. Sẽ đi tìm một trung tâm shopping mall để xem mua ít trái cây, rau hay là một cái gì đấy ăn cho nó đỡ buồn buồn. Ở đây có một cái shopping mall rất là lớn là Vendum. Chúng tớ sẽ đi ra đấy. Nhưng mà sang bên này thì thích mặc cái bộ này cho nó vui. Đây là khu chợ bán đồ lưu niệm. Thời tiết bây giờ là chỉ có bao nhiêu nhỉ? Khoảng 23-25 độ ha. Mùa này sang hiện tại là mùa đông của vùng Qatar này, nên là thời tiết rất là mát mẻ, cỡ giống như khoảng nhỉnh hơn mùa hè của Hà Nội một chút xíu. Chiều hôm nay sau khi mà Trang với chị Kim Thư hóa thân thành hai cô gái mặc bộ đồ đen lộng lẫy thì đã mệt nhoài và chúng tớ đã về khách sạn được tắm rửa và thay một bộ đồ rất là thoải mái để bắt đầu đi dạo chơi phố đêm. Và ở đây là một cái bãi biển mọi người ạ. Ở một cái nhà hàng tên là nhà hàng Đô Khu và đi ăn bít tích. Ở trên nhà hàng này thì nằm trên bãi biển cũng rất là sang trọng. Mọi người nhìn thấy các cái du thuyền rồi bến tàu đỗ ở đây. Trang thấy rằng là Qatar thì đẹp nhất là về buổi đêm, tại vì ở đây tất cả các cái building, tất cả các cái tòa nhà đánh ánh sáng lên rất là đẹp. Các bạn có thể nhìn thấy này, đứng ở bờ biển bên này và nhìn qua bên kia, một ở giữa là biển và phía bên kia là rất nhiều các cái building. Và Trang thấy tất cả các cái building của Qatar đánh ánh sáng gọi là cực kỳ là lộng lẫy luôn các bạn ạ. Mình cảm giác là buổi đêm ở đây ấy trở nên là lãng mạn và cực kỳ là huyền ảo. Thật sự là một thành phố không ngủ. Rồi chúng mình hãy cùng vào nhà hàng cùng với Trang nhé. Wow, đã đi đến nhà hàng ở đây tuyệt đẹp luôn. Một cái view không thể tuyệt vời hơn các bạn ạ. Rất xa là biển và rất là nhiều các cái tòa building đèn xịn sò. Và ở đây thì rất là nhiều các dân local đến đây nha các bạn. Rất là dễ thương. Ở đây họ có một cái quầy whisky bar nha các bạn. Anh nào mà thích uống rượu whisky thì cực kỳ là hết sảy luôn. Và bên này thì cái mà Trang mê nhất là cái view của cái nhà hàng này. Một cái view rất là lãng mạn. Phía xa là rất nhiều các cái building đẹp. Bạn nào mà đến Qatar thì nhớ ghé nhà hàng Nobu này nha. Có một bên nữa là khu vực ăn dining, nhà hàng buổi tối. Nhà hàng này có cái view cực kỳ là đẹp các bạn ạ. Ngồi ăn dining ở đây và sau khi đấy mình có thể ngắm view biển nè.
nhạc chill chill nha. Phía xa xa là có một cái quầy về đồ Nhật. Đây, đồng đội của Trang đang ngồi ở đây với cái quầy sashimi về đồ Nhật. Ở đây có cả đồ Âu và đồ Nhật luôn, cực kỳ dễ cho khách hàng có thể lựa chọn. Các bạn ơi, Trang vô cùng đói bụng rồi. Bây giờ thì Trang sẽ mâm đây. Vậy là kết thúc ngày đầu tiên của chuyến qua ta của Trang rồi. Hẹn các bạn tập sau, Trang sẽ quay tiếp.